đối với cả cái hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển của cái toàn cầu. Cá nhân tôi cũng như là Bộ Công Thương đánh giá rất cao ý nghĩa của cái sự kiện ngày hôm nay, khi chúng ta có cái sự đồng hành cùng chung sức và cùng chung quyết tâm và cả chung nhận thức để nói không với thực phẩm bẩn, thể hiện rất rõ qua không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, truyền thông và cả người tiêu dùng của xã hội, thể hiện qua cả sự thống nhất trong nhận thức, rồi thì quyết tâm hành động của cả chính quyền trung ương cũng như là của các địa phương, trong đó thấy vai trò rất rõ của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của đồng chí Tổng Giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam nói rằng cái sự kiện này nó không chỉ đơn thuần là một cái buổi lễ với sự tham dự của lãnh đạo của các bộ ngành của chính phủ cũng như là lãnh đạo của hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh, mà ở đây nó thể hiện, như chúng ta đã khẳng định, đã đến lúc mà chúng ta cần phải có sự quyết liệt hơn nữa đối với trong những cái vấn nạn và đang đe dọa đến cái sức khỏe, cái sự tồn tại của giống loài Việt Nam. Nhưng cá nhân tôi cho rằng trong cái bối cảnh của phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam như hiện nay thì đây cũng không chỉ còn là cái vấn đề của Việt Nam, mà đây còn là hình ảnh, là uy tín, là vị thế của chúng ta là một quốc gia có trách nhiệm đối với tại cái hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển của cái toàn cầu. Và các đồng chí và các quý vị đều biết, trong các cam kết hội nhập quốc tế của chúng ta thì cái việc mở cửa thị trường cũng như cái việc tiếp cận với thị trường thế giới là cái yêu cầu cũng như là cái động lực để thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước, của nền kinh tế, của doanh nghiệp. Chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta đã làm được rất nhiều việc thông qua cái việc nâng cao cái chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường, nâng cao cái kim ngạch xuất khẩu hàng năm của chúng ta. Thưa các quý vị, chúng ta mỗi năm của chúng ta xuất khẩu là gần hơn 30 tỷ đô la các cái sản phẩm của nông lâm thủy sản chế biến. Và sản phẩm của chúng ta đều đã thâm nhập được vào các thị trường lớn của thế giới với những thị trường rất khó tính như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, v.v. Và sản phẩm của chúng ta để đạt được điều đó thì cũng đã phải vượt qua được những hàng rào kiểm dịch và đảm bảo về cái chất lượng an toàn thực phẩm. Nhưng tuy nhiên, tại sao khi sản phẩm xuất khẩu của chúng ta được như vậy mà sản phẩm phục vụ cho nhu cầu nội địa, cho người dân của chúng ta thì lại như vậy? Tất nhiên chúng ta không vơ đũa cả nắm. Chúng ta khẳng định rằng tất cả các sản phẩm của nội tiêu là đều có nguy cơ cho sức khỏe con người, cho những cái vấn nạn về ung thư và các loại bệnh tật khác. Nhưng trên thực tế, với những thông tin như truyền thông đã phản ánh, cũng như của VTV 24 và VTV nói chung đã khẳng định, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng đã có sự buông lỏng quản lý, hay nói đúng hơn, chưa thực hiện đầy đủ các cái chức năng, vai trò quản lý của nhà nước để đảm bảo những yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu quyền lợi của người tiêu dùng, của nhân dân. Và ở đây thì chính phủ cũng đã nói, như trong cái phiên họp của chính phủ, thủ tướng, phó thủ tướng đều đã khẳng định, vấn đề không phải là chúng ta thiếu các khung pháp lý, vấn đề không phải là cái cơ chế phối hợp, vấn đề không phải là chúng ta thiếu công cụ, mà vấn đề là ý thức trách nhiệm trong cái khâu tổ chức thực hiện, cũng như là cái sự đeo bám và cái trách nhiệm của mỗi cơ quan quản lý nhà nước, và đặc biệt là làm sao có sự đồng thuận, sự phối hợp và sự chia sẻ chung của tất cả các thành tố trong xã hội. Chúng ta phải nói đến ở đây trách nhiệm quản lý nhà nước, nhưng chúng ta cũng sẽ nói đến trách nhiệm của cộng đồng các doanh nghiệp, chúng ta nói đến ý thức và nhận thức của người tiêu dùng, của nhân dân. Và chính vì vậy thì chúng tôi cho rằng sở khởi sự cái chương trình của VTV 24 nói không với thực phẩm bẩn là rất có ý nghĩa trong bối cảnh của hội nhập và phát triển hiện nay của đất nước. Và điều này sẽ giúp cho chúng tôi, các bộ ngành của cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Bộ Công Thương, sẽ càng ý thức rõ hơn cái trách nhiệm của mình, và đặc biệt là trong những cái biện pháp và những cái giải pháp để chúng ta thực hiện quyết liệt và triệt để đảm bảo hiệu quả cuối cùng của quản lý nhà nước cũng như thực hiện cho sự xây dựng và phát triển của đất nước của chúng ta, trong đó có dựa trên yếu tố bền vững của vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm cho con người. Và vì vậy, thay mặt cho Bộ Công Thương, chúng tôi xin hoan nghênh những sáng kiến này và cam kết sự đồng hành, sự chia sẻ và cũng như ý thức trách nhiệm ở mức độ cao nhất để đảm bảo hoàn thành những trách nhiệm của nhà nước. Và chắc chắn rằng Bộ Công Thương cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế và các bộ ngành sẽ sát cánh cùng với chính quyền của các địa phương, và thậm chí sẽ có những cái trách nhiệm và phân cấp và cũng như phối hợp một cách cụ thể, thường xuyên và sâu sát hơn nữa để đảm bảo những cái chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước, từ khâu xây dựng chính sách, khâu thực hiện chính sách cũng như khâu kiểm soát và khâu hậu kiểm trong tất cả các lĩnh vực sẽ được đảm bảo. Như chúng ta đã khẳng định, là đến lúc mà chúng ta cần phải có sự quyết liệt hơn nữa.